ngập tràn. Xa cách nhau thân rồi, bóng hình của ba tôi, người ba hiền kính yêu, con quyết tâm mong hành. Ước mơ nay đạt thành, về quê qua mong bao ngày, gần bên ba xuống hôn cùng nhau, trọn câu hiếu nhiên lòng, phận làm con sống sao. Dẫu cho cách trở ngăn sông non dời biển lớp, cũng không thể nào ngăn cách được tình ba thương con trong suốt tháng năm dài. Lúc nào cũng vậy, cũng hiền hòa, cũng ấm áp trong con. Nay tuổi già sức yếu mong manh, con xin ba cho con được lo tròn câu hiếu đạo, chăm sóc cho ba những tháng ngày còn lại, để niềm vui bên con được hạnh phúc mỗi ngày. Tình hình người ba hiền năm cũ, bên mái nhà tranh vui với con khờ, chờ mong con sớm quay về sống bên ba mãi một lòng.
tràn ơi.